Đèn báo động chất lượng không khí của thành phố Đài Bắc chuyển từ xanh sang màu vàng bình thường, nhưng nhìn từ các tòa nhà cao tầng toàn là sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ tòa nhà 101 Đài Bắc. Người dân nghi rằng con số ô nhiễm mà sở bảo vệ môi trường đo được có sự chênh lệch so với thực tế. Sở bảo vệ môi trường bị thác đơn vị nghiên cứu xem bụi PM 1.0 có liên quan đến tầm nhìn hay không. PM PM 1 1.0 là loại bụi sứ mệnh được xác định có khả năng gây tổn thương mạnh với cơ thể con người. Đường kính của nó chỉ khoảng 1 phần 70 của sợi tóc, nhưng lại có khả năng xuyên thủng phổi thấm vào huyết quản. Những khẩu trang bình thường không thể ngăn chặn được chúng. Từ những hình ảnh do Sở Bảo vệ Môi trường thu thập cho thấy, nồng độ bụi PM2.5 tại thành phố Bắc Kinh khi đó vượt quá 200 trên giờ, tại Cao Hùng chưa đến 100 nhưng lại gây ra sương mù dày đặc. Chuyên gia hiện đang nghiên cứu mối tương quan giữa tầm nhìn và hàm lượng bụi PM1.0. PM1.0 chủ yếu phát sinh từ khí thải xe. Các chuyên gia kiến nghị cần phải chiếu trọng hiện tượng gây ô nhiễm tác động hai lần, chẳng hạn như chất có khả năng chuyển biến từ ánh nắng mặt trời. Trước mắt vẫn chưa xác định rõ, cần nhanh chóng tiến hành nghiên cứu, tùy thuộc vào chế độ địa phương đánh giá lại chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí. Hai năm trước, ngân hàng Facebook bị nhóm hacker nước ngoài xâm nhập vào hệ thống, lấy mất số tiền lên đến 83 triệu đài tệ. Sau những nỗ lực của cảnh sát, đã thu hồi được hơn 70 triệu. Vào tối ngày 26 tháng 3, sở điều tra thành phố Tân Bắc tuyên bố, vụ án này do tập đoàn tội phạm quốc tế Kobec gây án. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt được một nghi phạm tên là Denis, quốc tịch Nga. Hắn ta đã thừa nhận là chủ mưu trong vụ án Facebook. Cảnh sát Tây Ban Nha bắt được nhóm hacker Copec Trúc sử dụng phần mềm độc hại để xâm nhập vào hệ thống của hơn hàng trăm ngân hàng trên 40 quốc gia, khống chế hệ thống máy tính nội bộ của ngân hàng, sau đó ra lệnh nhả tiền tại các quầy ATM chỉ định. Số tiền phi pháp thu được lên đến 1 tỷ euro, tương đương 36 tỷ đại tệ. Các <laughs> 那么他甚至承认，哈，他这个、这个其中一个八比十个车手的一个车头，哈，也是由他来联系，哈。 Theo cảnh sát quốc tế cho biết, do nghi phạm Denis sử dụng hai hộ chiếu của Nga và Ukraine nên cần phải điều tra xác minh thêm thân phận của nghi phạm. Trong vụ án Fishbank, số tiền bị trộm lên đến 83,2 triệu 77.600 đại tệ. Cảnh sát đã thu hồi được hơn 77 triệu đại tệ. Sở điều tra thành phố Tân Bắc cho biết số tiền khoảng hơn 5 triệu 79.000 đại tệ vẫn chưa thu hồi lại được sẽ thông qua cơ chế hỗ trợ tư pháp để làm rõ. Hàn Quốc là quốc gia xuất khẩu thép lớn thứ ba vào Mỹ. Sau những nỗ lực đàm phán, Hàn Quốc tạm thời được xếp vào danh sách miễn trừ thuế thép nhập khẩu của Mỹ, trở thành quốc gia đầu tiên được hưởng sự miễn trừ này. Tuy nhiên, phải tuân thủ hạn ngạch xuất khẩu ở mức 2,7 triệu tấn mỗi năm, tương đương với 70% lượng thép xuất khẩu trung bình tới Mỹ trong 3 năm qua. Ô tô Hàn Quốc là nguyên nhân thâm hụt thương mại chính giữa Mỹ và Hàn Quốc, chiếm 70% mức thâm hụt. Lần này, Hàn Quốc đồng ý cho phép tăng lượng nhập khẩu xe từ Mỹ và chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và an toàn của Mỹ. Đồng thời đổi lại, Mỹ đồng ý cho Hàn Quốc không cần phải mở cửa thị trường phụ tùng ô tô. Bên cạnh đó, có thể bảo vệ ngành nông sản của mình mà không cần có thêm những nhượng bộ nào về thuế.